Polyp đại tràng là căn bệnh khá là thường gặp và nó có nguy cơ chuyển dạng thành ung thư. Chính vì vậy mà mọi polyp tuyến ở đại tràng đều cần phải cắt bỏ qua nội soi. Hầu hết các trường hợp polyp đại tràng chúng ta cắt bỏ qua nội soi không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt, những cái polyp ở những vị trí đại tràng gặp gốc, những cái polyp nó quá to, đặc biệt là những cái polyp không cuống hay là những polyp ở trên các cái nếp gấp niêm mạc chúng ta sẽ rất khó cắt bỏ. Hôm nay bọn mình giới thiệu với các bạn là một trường hợp polyp cũng rất là khó ở một vị trí rất đặc biệt, nó chui vào trong gốc ruột thừa. Chưa bao giờ bọn mình gặp một trường hợp như vậy. Xin mời các bạn. Gốc ruột thừa là một mốc giải phẫu, nó nằm ở đáy hàm manh tràng. Nó là nơi tận cùng của ba giải cơ dọc của đại tràng. Chúng ta còn gọi cái vị trí này giống như cái chân ngan hay gọi là chân ngỗng. Các cái bệnh lý thường gặp ở cái vùng gốc ruột thừa này, có thể chúng ta sẽ gặp những trường hợp sỏi phân nó bịt kín lại trong gốc ruột thừa, và đây cũng có thể là cái nguyên nhân nó gây viêm ruột thừa. Một số ít trường hợp hơn chúng ta có thể gặp những cái tình huống viêm gốc ruột thừa này. Thế còn cái polyp mà sâu trong gốc ruột thừa như thế này thì bọn mình chưa gặp trường hợp nào. Chúng ta có thể quan sát thấy ở một polyp kích thước khoảng 5mm nó ở vị trí rất đặc biệt, nó chui sâu vào trong gốc ruột thừa. Chỉ khi nhu động ruột nó làm cho gốc ruột thừa lồi ra, chúng ta nhìn rõ được cái polyp này. Còn bình thường thì chúng ta sẽ rất khó để nhận ra. Cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc là liệu các cái triệu chứng của polyp đại tràng này nó có gây ra những cái triệu chứng như đau bụng hay là rối loạn tiêu hóa hay là rối loạn phân hay không. Bọn mình cũng phải chia sẻ với các bạn rằng phần lớn các trường hợp polyp đại tràng hầu như không gây ra triệu chứng gì cả. Chỉ một số rất ít những trường hợp polyp nó quá to hoặc là những trường hợp polyp nó có biến chứng chảy máu thì chúng ta có thể gặp các triệu chứng của tắc ruột, để bán tắc ruột hay là đau bụng hay là đi ngoài phân nó nhầy máu hoặc là triệu chứng thiếu máu. Tất nhiên những trường hợp này sẽ rất là hiếm. Còn đa số các trường hợp là nó không có triệu chứng. Chính vì vậy mà việc chúng ta nội soi đại tràng định kỳ hoặc làm các cái phương pháp mà sàng lọc ung thư đại trực tràng nó đóng vai trò rất quan trọng để giúp chúng ta phát hiện các cái tổn thương polyp này. Có một câu hỏi rất quan trọng mà cả bác sĩ cũng như là người bệnh đều rất quan tâm, đó là polyp này là polyp gì và chúng ta có phải cắt bỏ nó hay không? Chúng ta biết rằng có hai loại polyp, đó là polyp tân sinh và polyp không tân sinh. Các loại polyp tân sinh như là polyp tuyến hay là polyp ung thư hóa thì đây là cái loại polyp nó có nguy cơ ung thư, bắt buộc chúng ta phải cắt bỏ qua nội soi. Thế còn polyp không tân sinh như là polyp tăng sản hay là polyp thiếu niên thì nó không có nguy cơ ung thư, chính vì vậy mà chúng ta sẽ không phải cắt bỏ để tránh những cái biến chứng và tránh những cái lãng phí không cần thiết. Quay trở lại với trường hợp này thì chúng ta thấy rằng trên nội soi ánh sáng trắng và trên nội soi dài tần hẹp MBI, chúng ta thấy cái màu sắc của nó, polyp này nó thì tương tự như niêm mạc xung quanh. Kiểu hình mạch máu thì nó tăng sinh và cấu trúc bề mặt của nó thì có những dạng nốt, dạng đốm. Tất nhiên là bọn mình không có cái nội soi phóng đại cho nên là không đánh giá được kỹ hơn nữa về polyp này. Nhiều khả năng đây là một cái polyp tuyến. Chính vì vậy mà cái chỉ định nội soi, cắt bỏ qua nội soi là cái cần thiết.
nội soi giải tần hẹp MBI là một thế mạnh giúp chúng ta có thể định hướng được mô bệnh học của polyp này, từ đó quyết định cắt bỏ của nội soi. Công việc tiếp theo là chúng ta sẽ chọn dụng cụ nào để cắt được polyp này. Polyp này kích thước khoảng 5mm, nó nhỏ thôi. Chúng ta có thể sử dụng kim sinh thiết nóng, chúng ta có thể sử dụng lọng điện. Vấn đề là cái polyp này nó ở vị trí giải phẫu rất đặc biệt, nó nằm sâu trong gốc ruột thừa. Vùng này rất là nhiều mạch máu, chính vì thế mà nếu chúng ta không dùng nhiệt để cắt đốt thì cái nguy cơ chảy máu rất là cao. Nếu chúng ta mà dùng năng lượng nhiệt để cắt đốt thì cái nguy cơ thủng nó rất là cao, bởi vì cái thành đại tràng ở cái vùng này rất là mỏng. Một cái phân vân nữa đó là chúng ta sẽ dùng hot forceps hay chúng ta sẽ dùng lọng điện. Nếu chúng ta dùng hot forceps thì cái khả năng bắt được cái polyp này rất là cao, rất là dễ dàng. Tuy nhiên hot forceps nó sẽ tỏa nhiệt, nó làm tổn thương nhiệt lan sâu, cho nên là cái nguy cơ thủng nó sẽ cao. Nếu chúng ta dùng lọng điện thì cái tổn thương nhiệt nó thường không đâm xuyên sâu. Tuy nhiên cái polyp ở cái vị trí trong lòng gốc ruột thừa như thế này thì không có không gian, cho nên rất khó để chúng ta thao tác để chúng ta chùm được cái lọng này vào polyp. Tất cả những cái nguy cơ và những cái rủi ro này thì bọn mình đều đã trao đổi rất kỹ với người bệnh và gia đình. Sau cùng bọn mình quyết định sử dụng lọng điện để cắt cái polyp này.